Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn. Đây là bộ cách ai em mình đã sơn xong cho cô khách nè. Chiếu cách ai mà không có chiếu đường thẳng nha, chiếu nó lõm lõm như vậy. Hai cái ngón ganh này là em mình chiếu cái cho cái đen nó nằm nhiều hai góc nè, các bạn thấy không? Để em mình vẽ lên hai cái bông mùa thu cho cô khách này nha. Bây giờ lại em mình có cái chung này đựng Aston. Em mình có cái cỏ tròn này. Đây, cỏ này em mình mua lâu rồi không nhớ mua ở đâu nữa. Mà các bạn chỉ cần kiếm cái cỏ tròn tròn nó tương tự như vậy thôi. Còn đây là hũ keo đặc nha các bạn. Keo đặc này là em mình mua Amazon. Đó. Các bạn cứ lấy cái hiệu nè. Elite 99 là các bạn vô Amazon các bạn tìm sẽ có thôi. Rồi bây giờ em mình sẽ chấm cái này vô Aston nha, để cho cái cỏ nó mịn. Hi Madrid. Can you sit there wait for Amy a little bit? Rồi, bây giờ Amy sẽ chấm cái màu trắng này nha các bạn. Rồi, Amy sẽ kéo cái bông đơn giản cho cô khách này đây. Amy kéo ra kéo xuống trước nè. Rồi. Các bạn thấy Amy kéo bằng cái đầu. Rồi, các bạn thấy là xong một cái bông. Rồi, đơn giản. Cái khoảng trống này Amy không kéo bít nha. Amy để đó đặng Amy cố tình còn chấm cái nhĩ đó các bạn. Rồi giống như cái móng của cô khách cũng hơi nhỏ mà không có dài dữ nên em mình vẽ theo cái kiểu nửa cái bông cúc đó. Rồi bây giờ em mình sẽ kéo đây nha các bạn. Cái cánh thứ hai thì các bạn hạ xuống chút, các bạn thấy em mình không? Rồi rồi em mình đã xong. Rồi mình cho hơi bên đây nha. Rồi bây giờ mình muốn cho cái cánh hoa nó đậm lên một chút rồi mình sẽ đi lại nước thứ hai nè các bạn. Các bạn phải cho hơi xong mới đi lại nước thứ hai nha. Cho cánh hoa nó đậm hơn. Cho nó nổi lên nhé các bạn, đi một nước cũng được không sao. Nhưng mà mình muốn cho cái cánh hoa nó đậm hơn là mình đi lại nước thứ hai. Rồi các bạn thấy là mình đã xong. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi bên đây, em mình cũng sẽ đi lấy nước thứ hai luôn. Các bạn thấy mình chỉ đặt cái cọ lên cái là cái nếp cũ mình kéo thôi. Rồi mình bắt góc 90 độ hai góc này các bạn thấy không? Rồi đã mình đã xong hai cái hoa rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái hũ treo này. Rồi mình cho hai bên đây. Bước thứ hai nữa. Rồi mình sẽ dùng cái màu treo nha các bạn. Mình lấy một tí xíu màu treo màu vàng bỏ ra cái dĩ nè. Em mình chấm làm cái nhị thôi. Rồi mình lấy cái cây chấm đó các bạn. Có hai đầu vậy. Rồi em mình lấy cái đầu nhỏ nha, em mình chấm vô đây. Rồi là em mình đã xong, các bạn thấy là xong một cái hoa rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi. Qua bên đây cũng vậy. Thường khi cắt ai thì ít có vẽ lắm các bạn, nhưng mà tại cô khách cũng muốn thì mình vẽ thôi. Nên đây mình cố ý chiếu cách ai cho nó chừa một cái khoảng trống màu đen cho nó nhiều. Rồi mình vẽ cái bông mình cho cỡ rồi. Là mình đã xong. Các bạn thấy cần vẫn thấy được màu đen mà thấy được cái màu hồng của cách ai luôn. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng thì em mình sẽ cho hơi nha. Cỡ này xài thì các bạn xài xong các bạn cứ rửa bằng Aston lại luôn. Rồi em mình rửa bằng Aston em mình đúc vô thôi. Khi nào xài thì em mình cũng bỏ vô Aston cho cái đầu cỡ nó mềm ra rồi em mình vẽ nha các bạn. Rồi bây giờ qua đây cái bước sau cùng này em mình sẽ bỏ cái nước bấm lên, em mình bỏ cái ngón vẽ trước cho các bạn coi nha. Đó là em mình đã hoàn thành xong cái bông rất là đơn giản các bạn. Để các bạn có cái cọ này thì các bạn cứ chấm dây treo đặt rồi kéo ra cái bông này. Rồi đơn giản, nếu mà móng dài mình có thể vẽ hai cái trên đây một cái nữa, nhưng mà móng của khách này ngắn với cách ai nữa nên em mình vẽ nửa cái một cái góc cạnh đó thôi. Hôm nay em mình chia sẻ các bạn là cách vẽ bông cúc bằng cỏ bản nha. Nó tự tự như bông cúc mà mình cũng có thể nói tự tự như đê xì vậy đó các bạn.
Rồi hôm nay em chia sẻ với các bạn căn bản là vẽ nửa cái hoa trên móng màu đen cho cô khách này nha. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây. Em xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha các bạn, để không bỏ lỡ những cái video mới của em. Em thân ái chào các bạn.